San Jose đang phải đối diện với tình trạng với gia cư, nhà cửa đắt đỏ và các đe dọa về an toàn công cộng là những mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Chúng ta cần một người lãnh đạo thực sự hiểu rõ cộng đồng với những giải pháp và kết quả cụ thể. Betty Dương đã luôn tranh đấu cho những gia đình như gia đình của quý vị, đã xây thêm 4.300 chỗ ở để đối phó với tình trạng với gia cư và dốc hết tâm huyết giữ cho các khu phố được an toàn. Sự tận tâm của cô đối với vấn đề xây dựng thêm nhà ở giá rẻ đã tạo ra sự khác biệt trong quận hạt và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Betty Dương luôn tranh đấu cho cộng đồng, cố lớn lên trong cộng đồng này và cam kết tranh đấu để tất cả chúng ta có được một nơi an toàn để sinh sống, cũng như con cái có được một tương lai tươi sáng. Khác với đối thủ của cô, người đã rời bỏ cộng đồng trong nhiều năm qua, Betty luôn đi sát với nhu cầu của các gia đình và sẽ luôn là chỗ tựa vững vàng cho chúng ta. Trong kỳ bầu cử này, sự lựa chọn đã quá rõ ràng. Hãy dồn phiếu cho Betty Dương, người lãnh đạo thực sự có khả năng tại địa phương này vào chức vụ giám sát viên địa hạt 2, hạt Santa Clara. Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình đầu tiên của tháng 11 và Hương Giang quy hy vọng là quý vị nào ở Mỹ thì tối hôm qua đã có một ngày lễ Halloween à, vui tưng bừng vui À, nhiều người mà Hương Nhân gặp chia sẻ là năm nay ở vùng vịnh San Francisco có rất là nhiều nơi nhiều trẻ em ra đường xin kẹo hơn so với năm ngoái chứ không phải là so với những năm trước. À, tối hôm qua anh Duyên có phát kẹo không về anh Duyên? Không. <laughs> anh Duyên sợ <laughs> trời. Cứ... Nói... Nó tỉnh trời. <laughs> Ông nội kỳ giả. <laughs> không phát kẹo không có thì chắc chắn là cũng không có hóa trang rồi ngày hôm qua anh dương biết là hương nhân phải vạch tay hương nhân ra để hương nhân khoe với khán giả của hương nhân là hương nhân có ít nhất một dấu hiệu halloween đó là có bông tay halloween ngày hôm nay đổi bông tay khác rồi nhưng mà bây giờ này à, halloween qua rồi bây giờ ngày hôm nay ngày lễ 1 tháng 11 anh Duyên như thế nào đây cũng bình thường thôi ngày ngày lễ tháng 11 tháng 11 ngày lễ nha ngày lễ nha <cười> <cười> thôi chúc anh duyên là ngày lễ 1 tháng 11 cứ cười cười như vậy cứ cười thoải mái à, có bị lỡ gọi là vô duyên cũng không sao Hương nhân gọi bị cười vô duyên hoài mà anh duyên mà cười cho trẻ à, quay trở lại thưa quý vị ngày hôm nay thì có một số à, những cái tin tức mà liên quan đến tòa án à, và bên cạnh đó thì cũng có một số tin tức liên quan bầu cử và bầu cử vẫn là à, cái câu chuyện trọng tâm của mỗi chương trình của chúng tôi tại vì bây giờ chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến ngày bầu cử rồi. Mà quý vị biết là bây giờ đó cả hai chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump và đặc biệt là của bà Kamala Harris ở ông Tim Moore, họ đang ở trong cái tâm trạng là sẽ đấu đá về mặt pháp lý và đây sẽ là một cái cuộc chiến pháp lý về à, bầu cử sẽ rất là khốc liệt bởi vì nếu mà tí nữa nha quay trở lại nếu mà chúng ta nhìn vào cái đội ngũ pháp lý của bên bà Kamala Harris thì chúng ta mới thấy là họ đã chuẩn bị một cái lực lượng và bây giờ theo một cái thông một cái biên bản nội bộ đơn nguyên một cái uh, biên bản nội uh, bản ghi nhớ nội bộ thì cho thấy là họ đã đặt ra hàng chục tình huống sau cái ngày bầu cử và những cái tình huống đó họ đặt ra tình huống và họ sẽ đối phó như thế nào tức là có một cái sự chuẩn bị rất là lớn nhưng mà trước hết thì chúng ta quay qua Arizona một chút xíu. Không biết là tối hôm qua anh Duyên và quý vị có xem cái buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump với Tucker Carlson là cựu sướng môn viên ngôi sao ở, ở Fox của Fox News tại Arizona hay không ở Glendale, Arizona hay không? Như không có xem anh <laughs> hương nhang hình như đoán cũng vậy bởi vì những cái những cái những cái phát biểu của ông donald trump thì có lẽ là những người nào quý vị nào mà theo theo coi như là không có những quý vị nào mà không chịu nổi ông donald trump thì chắc chắn là sẽ không có theo những cái uh, cuộc vận động tranh cử của ông donald trump rồi công việc của hương nhang Cho nên hương nhang phải xem có hai bên ngày hôm qua đó uh, thì ông Donald Trump đã đưa ra một cái lời chỉ trích về bà Liz Cheney, tức là cựu dân biểu Liz Cheney, mà nó làm dậy sóng. Quý vị biết là chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi, nó làm dậy sóng không chỉ là lãnh đạo của lưỡng đảng, mà kể cả ở bên ngoài. Tại vì chúng ta chỉ còn, như Hương Nhân nói là vài ngày nữa, năm ngày nữa là đến ngày bầu cử, mà cái cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử sẽ rất là gay cấn. rất là xí sao rất là khốc liệt mà một ứng cử viên của một chính đảng lại đưa ra những cái tuyên bố như vậy ông nói về bà uh, lichini là bà ta là một kẻ hiếu chiến cấp tiến hãy để bà ta đứng đó với một khẩu súng trường chín nòng bắn vào bà ta ok được chứ rồi để xem xem thử là bà ta cảm nhận như thế nào về chuyện đó khi những khẩu súng chỉ vào mặt bà ta. Rồi ông quay sang, sau đó ông quay sang Tucker Carlson nói anh biết đó, tất cả bọn họ đều là những kẻ hiếu chiến khi ngồi ở Washington, ngồi trong một tòa nhà đẹp đẽ và nói ôi trời ơi chúng ta hãy điều điều như là 10.000 quân thẳng vào miệng kẻ thù. Và cái tuyên bố này đã dậy sóng như Hương Nhân nói là như vậy đó. À, anh, à, nhưng mà ngày hôm nay đó thì quý vị biết là anh duyên biết là bà May là tổng biện lý của tiểu bang arizona thì bà có cho biết là đã, bà đã yêu cầu cái bộ phận hình sự trong văn phòng của bà bây giờ phải xem xét xem thử là những cái ý kiến của ông donald trump đó là những cái ý kiến nó có vi phạm cái luật của Arizona hay không Cái luật của Arizona là gì Đó là nghiêm cấm Những cái đe dọa Những cái hâm dọa người khác Thì đó là luật hình sự Mà Hương Giang xem đó Là nếu như mà họ chứng minh được Thì công tố có thể truy tố Những cái tuyên bố đó Từ cái tội tiểu hình Cấp độ à, Hương Giang không nhớ là cấp độ mấy Cho đến là tội đà, đại hình Cấp độ 6 Tức là nó nằm trong cái khung Từ tiểu hình Từ từ trên cùng của tiểu hình cho đến à, cuối cùng của đại hình tức là nằm nó nằm trong cái khung trong cái khung đó đó là những gì mà đang xảy ra à, phía dân chủ cũng chỉ trích một số nhà cộng hòa thì họ có vẻ là rất rất là lo ngại à, Donald trump thì từ trước giờ ông vẫn như vậy nhưng mà cho đến giờ thì Hương nhân thấy là nó không có ảnh hưởng gì đến căn cứ của ông mà cái có vẻ như là càng củng cố thêm cái căn cứ của ông và bà Liz Cheney bà cũng đã lên tiếng phản đối bà Kamala Harris cũng uh, cho rằng nội cái tuyên bố này là cho thấy ông Donald Trump không có đủ qualify tức là không có đủ tư cách bây giờ cái câu hỏi mà Hương Nhan đặt ra bây giờ mình chưa có biết là chưa có nói về luật ở Arizona đi bây giờ cái câu hỏi mà Hương Nhan đặt câu hỏi mà Hương Nhan đặt ra là ông Donald Trump đó tức là bây giờ ông đang vướng một số vấn đề pháp lý mà cụ thể ở đây là mình chưa có nói đến DC tại vì đưa DC thì chưa cho có ngã ngủ tức là ông đã bị kết tội ở New York những cái tội danh hình sự rồi ông bị truy tố ở Georgia cũng là truy tố hình sự thì ông có ông có vi phạm khi mà ông phát ngôn như vậy thì ông có vi phạm những cái điều khoản mà beo không anh Duyên đặc biệt là trong cái vụ 34 tội danh ở New York. Trước khi mà nói chuyện về những cái việc mà Donald Trump làm có tội không, anh duyên nói là chúng ta phải nhìn kỹ coi Joe Biden đã làm gì. Joe Biden đã nói rằng là trời ơi cái những cái người mà nói rằng là mấy cái người ở Puerto Rico đó là những cái bao rác đó thì mấy cái người đó mới đúng là rác rưởi. Trời ơi ông cái câu của ông Joe Biden nó nặng nề mà rất ghê tởm quá luôn ảnh hưởng à, tới một nửa nước Mỹ. À, ghê, ghê tởm lắm cho nên anh Duyên đồng ý là theo cái kiểu của uh, Miss McConnell với lại Mike Johnson á phải mình phải ra một cái thông báo chung cho toàn quốc là yêu cầu những cái người như Joe Biden phải nhẹ giọng lại, những cái người như là uh, như 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 là 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 bà Kamala Harris phải nhẹ giọng lại, đừng có đụng gì tới Donald Trump nha. Donald Trump muốn nói gì cứ nói đã okay. <laughs> cái đó, cái đó là cái lối nói chuyện mà chúng ta nghe quá quen rồi. Rồi, bây giờ cái đó là vừa nói nói chuyện về politics. <laughs> nói chuyện về chính trị giờ mình nói à, chuyện ơi, mà... nhau, hôm nay hôm nay mới biết là anh Dương có khả năng là làm kịch <laughs> <nghịch> sĩ <thủy> nữa <laughs> không biết là có phải là do ngày lễ 1 tháng 11 mà, mà cao hứng hay không nữa <laughs> bây giờ mình đổi lại về đổi đổi lại về luật pháp nè thì serious đi nghiêm nói chuyện nghiêm túc đó thì um, yes khi mà Donald Trump đã bị nghĩa là ngay bây giờ mà được tại ngoại thì nó có những cái điều khoản mà nó nói về cái bèo thì trong những cái điều khoản mà những cái người mà được tại ngoại để mà um, chờ xét xử này nọ đó thì có những cái điều khoản là thứ nhất không có gây ra nghĩa là không có những cái hành động bạo động và bên cạnh đó đó là không có vi phạm luật pháp cho nên ngay bây giờ chúng ta biết rằng là những gì Donald Trump mà tuyên bố như vậy đó Đe dọa mà đe dọa một cách trắng trợn trực tiếp Vào cái sinh mạng của bà, bà Liz Cheney đó Là đã vi phạm luật của bên Arizona rồi Đã vi phạm những cái điều Mà một người đang ở trong những cái tòa án hình sự Thì khi mà ký những cái văn bản với bên phía bên công tố đó Là nó có những cái trói buộc rồi thì bây giờ chúng ta biết là vi phạm những cái trói buộc đó mà bởi vì mình không có đọc những cái điều khoản trong đó thì không biết nhưng chỉ nói bình thường thôi, bình thường tới cái mức đó là đã vi phạm rồi. Nhưng mà liệu những cái vi phạm của Donald Trump đó những cái ông quan tòa có thực sự muốn là dựa theo cái sách luật để mà điều dựa theo cái luật pháp đó để mà chế tài Donald Trump hay không đó lại là một cái vấn đề khác cho nên nếu mà nói về chữ nghĩa luật pháp Donald Trump đã vi phạm rồi anh Dương quay trở lại như vậy là Donald Trump đã vi phạm nhưng mà còn có chế tài hay không thì đó là đó là chuyện khác nhưng mà kể cả uh, uh, Georgia Han Duyên tại vì Georgia thì mình chưa có đưa ra xử chưa có xử chưa có cái uh, chưa có cái kết quả cuối cùng và như vậy thì nếu bây giờ anh Duyên nói là có ông có vi phạm thì huy nhang thấy là vi phạm ở new york rồi đó nhưng mà ở chỗ thì ông có vi phạm hay không? Rosa thì cho tới giờ phút này đó là cái cái lúc mà lẽ lẽ bây giờ này, phải hiểu nè donald trump khi bị truy tố thì trên nguyên tắc là không có được tại ngoại để mà chờ xử còn bây giờ đóng bèo tại ngoại chờ xử điều đó cũng có những cái điều khoản như thế điều đó có nghĩa là Donald Trump cũng đã vi phạm rồi, cho nên Donald Trump vi phạm nhiều cái jurisdiction lắm, trong đó có DC, trong đó có um, Georgia và luật pháp qua Arizona nữa, cho nên hỏi rằng ở những cái nơi đó người ta có 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 chế tài hay không? Bây giờ thì chỉ còn có hai ngày bầu cử nữa thôi, chắc chắn là không có làm gì kịp hết, đó. nhưng mà nếu mà sau cái ngày bầu cử mà nhất là nếu mà giả sử Donald, Donald Trump mà thắng đó thì cái nó thay đổi nhiều lắm còn Donald Trump mà không thắng thì luật pháp nó sẽ được thực thi ở một cái mức độ nào đó thì chúng ta phải chờ quay trở lại hồi nãy anh, anh Duyên nói nếu mà Donald Trump thắng thì nó thay đổi nhiều lắm thay đổi là thay đổi cái gì thay đổi là bởi vì khi mà một người mà có cái có cái power trong tay đó thì những cái vụ án mà nó liên quan tới cái hệ thống tòa liên bang đó thì Donald Trump có thể là ra lệnh tại vì Donald Trump chúng ta biết rồi đó cái bộ tư pháp của Donald Trump lẽ ra một bộ tư pháp thì không có một của một cá nhân nào hết đó. bộ tư pháp là phục vụ cho công lý phục vụ cho nước Mỹ nhưng mà chúng ta đã chứng kiến rồi bộ tư pháp mà lọt vô tay của Donald Trump nó trở thành một cái vũ khí nó trở thành một cái công cụ để phục vụ cho Donald Trump thôi. Thì chúng ta đã từng thấy khi mà Bill bo làm, làm bộ trưởng tư pháp đó, thì tất cả những cái hồ sơ nào mà nó liên quan tới Mike Flynn, liên quan tới đồng lõa của Donald Trump là drop hết. Cho nên chắc chắn ngay cả cái cái điều tra của Robert Mueller mà điều tra Donald Trump đó cũng drop luôn nữa. Thành ra những cái gì mà nó liên quan tới những vụ án liên bang thì drop rồi còn ngược lại những cái vụ án mà nó còn lơ lửng ở các tiểu bang đó thì chắc chắn là cái bộ tư pháp liên bang của Donald Trump sẽ đấu đá về luật pháp với những cái tòa án tiểu bang và cái chuyện đó nó sẽ kéo dài hơn nữa và chúng ta biết mà đấu đá luật mà kéo dài thì đó là cái điều mà Donald Trump muốn chuyện gì xảy ra trong tương lai thì chúng ta không biết nhưng mà những cái gì mà để truy tố Donald Trump ở tòa án tiểu bang nó cũng không có dễ dàng và khi mà đấu đá từ từ rồi lên tới tối cao pháp viện chúng ta biết tối cao pháp viện là tối cao pháp viện MAGA Make America Garbage Again thì chúng ta phải chịu <laughs> <Nhà> mới nghe mới <laughs> nay cái chữ cái chữ garbage nó được nghe nhiều quá đó nha <laughs> anh Dương nếu mà chiếu theo luật ở California anh Dương có nắm là nếu như mà hâm dọa dọa dẫm hâm dọa một người khác thì bị cái nếu mà bị truy tố mà chứng minh được có tội thì nằm trong cái khung hình phạt gì không anh Dương? anh duy thì không có ví dụ mỗi mỗi một lần mà có một cái tội danh gì đó mà mình chúng ta muốn biết là cái khung hình phạt là gì thì phải dở sách luật ra mà xem cho nên hỏi ngang như vậy thì anh duyên không có nhớ exactly đích xác là cái khung hình phạt sẽ ra sao và nó tùy cái mức độ đe dọa nữa nếu mà đe dọa chỉ bằng lời thôi đó thì nó có thể là misdemeanor mà hãy là nói misdemeanor mà tiểu hình đó thì tối đa không có quá một năm còn nếu mà đe dọa mà kèm theo những cái hành động nó đi nó, nó in furtherance có nghĩa là đi xa hơn cái cái chuyện mà lời nói không đó thì nó trở thành felony thì cái bản án tù nếu có sẽ hơn một năm còn maximum của nó là bao nhiêu thì phải phải nhìn vào cuốn sách luật của trang là anh Duyên nếu mà nói như vậy thì bây giờ ví dụ cái lời của ông Donald Trump chẳng hạn như là đặt trường hợp bên Arizona văn phòng biện lý công tố họ chứng minh được là cái lời của ông Donald Trump đúng là đe dọa bà Liz Cheney nhưng mà bà Liz Cheney lại không có ở Arizona, bà lại ở một cái tiểu bang khác. Mặc dù ông Donald Trump đưa ra cái tuyên bố là tại tiểu bang Arizona, ông Donald Trump cũng không có cư trú tại tiểu bang Arizona mà ông chỉ tới đó ông đưa ra cái tuyên bố. Tuyên bố của ông có thể ông chỉ có nói bằng lời đặc trường hợp là họ chứng minh là cái tuyên bố này, cái ý kiến này đúng là đe dọa, là hăm dọa, dọa dẫm thật. Gọi là đe dọa chết người đó. Tại vì chín nòng súng đó, chín nòng súng cái chữ là nine barrels mà ông Donald Trump nói á, là ám chỉ là Chini có thể đối mặt đối với một đội xử bắn. Đó là cái ám chỉ, cái ngụ ý là như vậy. Ông chỉ có nói bằng lời thôi và cho là họ chứng minh được là cái lời này đúng là đe dọa. Nó nó nó, nó đủ tiêu chuẩn, nó có thể cấu thành một cái cái tội, tội danh ở đây. Nhưng mà cái hậu quả nó còn lớn hơn nữa. Chẳng hạn như là có một ai đó, có một kẻ nào đó thực sự là tìm muốn tìm tới Lichini âm mưu tìm tới Lichini để giết Lichini thì bây giờ sẽ tính sẽ tính là cái tội danh này như thế nào chỉ có như anh duy vừa nói là chỉ có bằng lời nói thôi không có hành hành động nhưng mà cái lời nói đó nó có hậu quả rất là lớn thì tính là sao đây thì đó khi một cái lời nói mà nó có thể xác động nó in furtherance được cái cái chuyện mà 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 xác động người người đó thì luật nó nói là những cái lời nói đó đó sẽ đủ cái yếu tố cấu thành thành tội phạm mà trong cái trường hợp của donald trump đó là ở cái vị thế của donald trump và nhất là về những cái chuyện mà đã xảy ra rồi đó thì dễ cho công tố người ta đưa ra tòa còn bồi thẩm đoàn họ xử là có tội hay không có tội cái đó tính sao nhưng mà bên phía công tố nếu mà họ đưa cái bản cáo trạng đó thì họ nói là Donald Trump khi mà lên tiếng ở cái công viên Ellipse á, thì đã khiến cho một số đông người tràn xuống và đã xảy ra cái ngày 6 tháng Giêng Donald Trump tuyên bố là với tụi Proud Boys là stand back and stand by và xảy ra bạo loạn có nghĩa là Donald Trump thừa biết rằng cái lời của Donald Trump là nó có cái tác dụng sách động và khi mình có cái knowledge như vậy rồi mà mình vẫn làm thì nó đủ cái yếu tố để mà kết tội Donald Trump thì công tố họ sẽ đưa ra cái điều đó nhưng mà tới chừng ra bồi thẩm, bồi thẩm đoàn 12 người bồi thẩm đoàn mới là nhìn những cái facts rồi nhìn những cái gì mà công tố đưa ra lúc đó bồi thẩm đoàn mới quyết định là có tội hay không và nếu mà cả 12 người đồng ý rằng là yeah, công tố họ đưa ra những cái bằng chứng và bằng chứng đó thuyết phục đủ và thuyết phục 100% beyond cái reasonable, reasonable doubt đó thì họ kết tội thì chúng ta biết cái thủ tục nó là như vậy. Thành ra trong những cái lúc mà Hương Giang bên Dương nói chuyện đó là chúng ta nói cái thủ tục chúng ta nói là những cái bước tiến nó sẽ như vậy, còn cái kết quả của nó như thế nào thì dĩ nhiên chúng ta không biết quay trở lại nhưng mà anh Duyên Ở trong riêng cái vụ này đó Thì Arizona họ nói là họ điều tra Nhưng mà tại vì bà Liz Jenny chẳng hạn như bà ở Wyoming Thì Wyoming có thể điều tra hay không? Bà, tại vì cái hành động nó xảy ra ở đâu Thì cái tiểu bang, cái cái chỗ đó đó Nó có cái jurisdiction Thành ra mặc dù là bà Liz Jenny Bà sống ở bên, bên, bên Wyoming đó thì nhưng mà cái hành động của ông ông Donald Trump nó lại xảy ra bên Arizona thì e rằng là bên phía bên Wyoming họ không có cái cái um, cái, uh, cái 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 um, thẩm quyền để mà họ truy tố cho nên phải nói là đây là những cái tiểu bang mà có thẩm quyền để mà truy tố Donald Trump chẳng hạn Donald Trump ngay bây giờ là dân cư của Florida mà nếu mà Donald Trump đi qua cái tiểu bang khác ăn cướp hay cái gì đó rồi quay trở lại Florida đó, thì Florida có cái power để mà truy tố Donald Trump ở Florida vào cái chỗ mà xảy ra cái chuyện mà làm bậy đó có cái có cái có cái jurisdiction có nên có nghĩa là sẽ truy tố còn cái người nạn nhân mà trong cái trường hợp này là là bà Liz Cheney đó thì cái um, bởi vì cái hành động của cái người bị cáo nó không có làm ở cái tiểu bang Wyoming. Wyoming, anh duyên không nghĩ là Wyoming có cái um, có cái power để mà truy tố trở lại cảm ơn anh duyên và chúng ta chờ xem thử là kết quả điều tra của Arizona như thế nào nhưng mà có điều tra ra sao nữa thì có lẽ là chắc chắn sẽ qua bầu cử bởi vì bầu cử chỉ còn có mấy ngày nữa thôi và một lần nữa quý vị nào chưa bỏ phiếu cho đến lúc này chưa bỏ phiếu hương an kêu gọi quý vị là bỏ phiếu thật wisely thật là khôn ngoan phù hợp đúng với cái, cái nhu cầu cái mục đích uh, của mình nha quý vị. Quay trở lại hồi nãy như nhắc đến tối cao pháp viện thì ngày hôm nay tối cao pháp viện đã đưa ra một phán quyết mà nó bất lợi cho cộng hòa ở Pennsylvania mà quý vị biết rồi Pennsylvania bây giờ là một cái tiểu bang được xem là nó quyết định gần như đứng trong hàng top quyết định kết quả bầu cử cho nên về bên phía chiến dịch vận động tranh cử của bà kamala harris đó nhiều một số những người bên ngoài thì bảo rằng là lựa chọn team world đã sai thay vì team world thì phải chọn uh, ông Soprino ở đây thì mới đúng đó là những cái ý kiến ở bên ngoài bây giờ quay quay trở lại pennsylvania là nơi mà ông donald trump chiến dịch vận động tranh cử của ông donald trump cũng như là ủy ban quốc gia cộng hòa bây họ đang đặt nền móng họ đang đặt nền móng cho những cái vụ tranh chấp về pháp lý trong trường hợp ông Donald Trump thất cử Bởi vì chúng ta nghe giọng điệu của ông Donald Trump Trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy là Ví dụ ở hai cái quận Hà, quận New York Quận York và quận Buck Ở tiểu bang Pennsylvania Họ chỉ có mới manh nha là thấy một số Những cái đơn ghi danh bầu cử có dấu hiệu gian lận thôi Thì phía ông Donald Trump và chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump Đã tung hê làm ra gian dân chủ gian lận lớn ở Pennsylvania rồi sau đó là cho rằng cả tiểu bang Pennsylvania đều gian lận vân vân và vân vân bây giờ đó họ đang chuẩn bị một loạt những cái vụ kiện tụng mà theo bên chiến dịch của bà Kamala Harris cho biết là trên toàn quốc trên cả nước thì bây giờ phía ông Trump hiện nay là có đến 230 mấy những cái vụ kiện mà liên quan đến bỏ phiếu liên quan đến bầu cử Bây giờ Pennsylvania nó quan trọng đến như vậy cho nên là ở đây sẽ chắc chắn đã, đang, đã, đang và sẽ có những cái vụ kiện. Một trong những vụ kiện mà ngày hôm nay tối cao pháp viện đưa ra phán quyết à, đó là cho rằng những cái lá phiếu mà khiếm diện đó mà có sai sót về mặt kỹ thuật thì phía tiểu bang đó là họ không có tính tức là những cái quận hạt những những quận hạt có những cái lá phiếu này tức là cử tri gửi phiếu kiếm diện rồi và những cái lá phiếu kiếm diện này nó bị sai sót về mặt kỹ thuật tức là bên trong hương nhân bên trong là hình như nó có nó gọi là một cái phong bì bí mật một cái một cái đường gì đó hương nhân không có rõ lắm nhưng mà đại khái là như vậy và họ à, và họ cho rằng những cái lá phiếu này sai cho nên họ không có kiểm và có hai cử tri họ đã khởi kiện và khởi kiện thì lên tới tối cao cả... thì tối cao pháp viện đưa ra phán quyết là những cái lá phiếu mà bị sai lỗi kỹ thuật như vậy đó thì cử tri có quyền bỏ phiếu. Thay thế tạm thời như cái provision ballot, tức là đúng ngày 5 tháng 11 thứ ba tuần sau những à, người phiếu. này yeah. thế đó dạ yeah. những người này đó những người mà bỏ phiếu khiếm diện rồi mà phiếu, phiếu khiếm diện của họ bị sai thì bây giờ họ đi ra phòng phiếu và họ lấy cái lá phiếu provision đó để họ bỏ phiếu thì bên cộng hòa họ phản đối tại vì cộng hòa tính là những cái lá phiếu khiếm diện đó thường là phía bên dân chủ cho nên nếu mà gạt được những cái lá phiếu này thì có lợi cho họ nhưng mà bây giờ tối cao pháp viện thì cho rằng là họ vẫn cho những cử tri này có cơ hội để đi bỏ phiếu lại. Cái câu hỏi đặt ra là làm sao cử tri bỏ phiếu kiếm nhiều họ biết là cái lá phiếu của họ bị sai để họ đi bỏ phiếu lại. Thì một số quận hạt, chẳng hạn như trong đó có quận bắc, thì họ sẽ thông báo tức là nhà chức trách bầu cử đã thông báo cho những cử tri đó nhưng mà Hương nhân không biết là những cái quận hạt khác thì họ có thông báo cho cử tri hay không. À, đó là tình hình mà liên quan tới tố cao pháp viện tại uh, Pennsylvania. Bây giờ cũng là Pennsylvania ngày mới đây ngày hôm thứ hai thứ ba gì đó thì biện lý Philadelphia đã khởi kiện ông Elon Musk về cái vấn đề sổ số một triệu Mỹ Kim đó. Bây giờ Hương Nhan hỏi duyên này cái vụ kiện Quang nói cái cái diễn biến lúc này đi tí nữa Hương Nhan sẽ nói. Bây giờ, ngay từ cái vụ kiện của Philadelphia thứ nhau thấy là họ khác với bên chính phủ liên bang tức là bộ tư pháp thì gửi thư cảnh báo ông Elon Musk cùng với những cái công ty mà liên quan đến chương trình sổ số, số này họ nói là luật pháp quy định là trả tiền cho cử tri là sai trái tức là họ cảnh báo như vậy mặc dù họ không có cho biết là họ sẽ đưa ra những cái bước nào nhưng mà Elon Musk rõ ràng là phớt lờ thì bên à, biện lý Philadelphia thì mới khởi kiện mà khởi kiện trên cái căn cứ là cái chương trình sổ số, số này nó vi phạm những cái quy định về sổ số, số, nó vi phạm những cái quy định luật về người tiêu dùng của tiểu bang Pennsylvania. Cho nên họ khởi kiện và họ nói rằng họ không có khởi kiện, họ không có đụng đến cái luật tiểu bang hay là luật liên bang về vấn đề trả tiền cho cử tri. Họ không có nói về vấn đề đó. Họ chỉ cái ground của họ là họ chỉ đưa ra cái căn cứ pháp lý là sổ số, số bất hợp pháp và vi phạm cái luật bảo vệ người tiêu dùng thì anh duyên nghĩ là nếu như anh duyên là luật sư thì anh duyên nghĩ là lý do mà philadelphia họ đã lấy cái crowd đó thay vì cái vấn đề pháp lý là trả tiền cho cử tri lý do Đi, tại hỏi. sao lý do tại sao mà họ lại tách rồi bởi vì cái luật mà trả tiền cho cử tri đó thì nó rõ ràng là nó vi phạm rồi thì tại sao họ không có khởi kiện vì cái căn cứ đó mà họ lại khởi kiện trên một cái căn cứ pháp lý khác cái câu hỏi là cái hành động của Elon Musk có phạm luật hay không thì trong cái chương trình này đã phân tích hình như là một lần hai lần rồi đó thì có phải là chúng ta đã nói rằng cái hành động của Elon Musk đó, nó nằm ở trong không nó không hẳn là trắng nó không hẳn là đen mà nó nằm trong cái vùng xám xám mà chính vì ở trong cái vùng xám xám đó cho nên nói rằng là muốn truy tố Donald Trump thì Elon một must. là Ờ ừ, xin lỗi muốn truy tố Elon Musk á, thì nó 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 khó để mà chứng minh là Elon Musk đã phạm luật hoàn toàn rốt cuộc lại thì họ nói rằng là cái này trong cái lúc mà gọi là đưa ra nói mỗi mỗi người mỗi một người mà ký lên cái văn bản đó thì trả 47 đồng và đồng thời mới đi tới một cái chuyện là ngoài ra còn tham dự được cái sổ số thì bây giờ bên phía bên cái bên công tố của tiểu bang um, Philadelphia Pennsylvania đó họ nói là họ kiện mà đây là kiện dân sự chứ không có truy tố họ kiện là đã vi phạm cái luật về um, về về uh, um, và, và vì số số phải không đúng rồi Vậy, số số và bảo vệ an người tiêu dùng đúng rồi vì thật ra họ đưa ra nhưng mà rõ ràng rằng cái cái lý do để mà họ đưa ra cũng gượng nhưng mà họ mong rằng là cái việc mà bên công tố đó họ đưa ra họ mong là trận Elon Musk đừng có tiếp tục gọi là ảnh hưởng tới bầu cử một cách sai trái thì luật sư của Elon Musk cũng chơi lại đúng cái đòn đó là nếu mà như vậy thì tôi cũng dùng cái pháp pháp lý để chúng tôi delay lê delay lê lê thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ còn có mấy ngày nữa tới bầu cử thì rõ cái kết quả là cái việc delay lê cái việc trì hoãn của Elon Musk nó 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 có hiệu quả cho nên ngày thứ ba là cái ngày bầu cử mà ngày thứ hai mới có cái hearing đầu tiên thành ra cái vụ kiện này rốt cuộc lại đưa ra đấu đá nhưng mà hoàn toàn nó không có cái kết quả và nó cũng không chặn được Elon Musk chỉ có vậy thôi, thôi. anh như biết anh anh biết là anh như biết là hương giang có cái câu hỏi tại vì bây giờ mình biết là cái vấn đề nó giải quyết là được rồi tức là khi cái ngày thứ tư hay ngày thứ năm thì Elon Musk tất cả các bên đều phải ra tòa tòa ra lệnh như vậy thì ngay trong ngày hôm đó buổi sáng hôm đó thì phía bên ông Elon Musk ông đệ một cái thỉnh nguyện yêu cầu cho phép chuyển lên tòa liên bang. Mà vấn đề là họ cho phép chuyển lên tòa liên bang cái đó là làm trong một thời gian ngắn ngủi thôi, mặc dù trong một cái thời gian ngắn ngủi thì cái câu hỏi hương Giang đặt ra là tại sao lại được đồng ý chuyển lên tòa liên bang? Và Có có đồng ý. Có, không có, đồng, có đồng ý. Hương Giang không có đồng ý. Tóm lại là như thế này, là luật sư của Elon Musk mới nộp đơn lên tòa liên bang nói dạ thưa tòa cái hồ cái vụ này phải đưa lên tòa liên bang thì tòa liên bang họ chưa có thụ lý họ chỉ cứu xét thôi thành ra cái trì hoãn tự nhiên đó là do cái thời gian cứu xét chứ họ không có nói là cho cái case lên tòa liên bang thì khi mà tòa liên bang cứu xét thì tòa liên bang mới nói rằng là hey bên phía bên công tố đưa ông Elon Musk ra mà kiện đó là kiện về cái luật um, về sổ uh, số, số với lại kiện về cái luật của cái người tiêu dùng của người consumer đó là cái luật của tiểu bang, nó không có vi không có dính gì tới cái luật liên bang. Cho nên tòa liên bang chúng tôi không thể nào thụ lý được cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên luật sư của Elon Musk đó, lại nói rằng là nhưng mà một là biết rằng là không nếu mà đã không có dính cái gì tới tòa liên bang, không có dính gì tới luật liên bang thì nó có một cái lý do thứ hai mà chúng tôi muốn muốn move cái cái nó gọi là cái um, uh, diversity jurisdiction đó, có nghĩa là hai bên mà thuộc hai tiểu bang khác nhau mà cái số tiền đấu đá mà lên uh, trên 75 ngàn đó thì phải lên tới tòa liên bang thì tòa liên bang đấy không bên công tố kiện ông là kiện yêu cầu cái injunction chứ không có kiện tiền yêu cầu ông ngưng cái chuyện đó còn cái chuyện mà cái số tiền mà một triệu đồng mà ông Ông, ông ông tặng thưởng cho người dân cái đó không phải là cái issue của cái vấn đề cho nên ở đây cũng không có cái vấn đề mà trên 75.000 để mà tòa liên tòa liên bang có cái lý do để mà nhận cái case của ông. Thành ra tất cả những lý do mà ông đưa ra, ông yêu cầu là tòa liên bang làm ơn nhận cái hồ sơ của ông thì không có một cái vấn đề gì của liên bang hết. Thứ hai, cái đại city uh, jurisdiction đó, tức là cái thẩm quyền tài phán khi mà có hai hai người ở hai tiểu bang khác nhau cả hai cái đó đều không đúng cả cho nên tòa liên bang ngay lập tức mới trả lại cho tòa tiểu bang và khi mà tòa liên bang mà cứu xét mà trả lại ngay cho tòa tiểu bang mà trả lại nhanh chóng như vậy cũng thì cũng đã mất một ngày rồi thì thành ra nếu mà mình nếu mà mình nhìn như vậy mà mình nói rằng là Tòa liên bang đã nhận cái case thì là mình nhìn sai, nó no. Tòa liên bang chỉ cứu xét và sau khi cứu xét không nhanh chóng nó là không nhận mới remand cái case lại cho tòa tiểu bang. Quay trở lại. Dạ, yeah, họ có yêu cầu là phía bên uh, uh, biện lý của Philadelphia để uh, giải thích cho họ, tức là để cái lập luận pháp lý của họ là lên tòa vào sáng ngày hôm nay. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì có cái, cái kết quả trả lại cho tòa dưới, thì tòa dưới tòa tiểu bang họ đã đưa ra cái lịch là sẽ À, sẽ có cái hearing vào ngày thứ hai, ngày thứ hai chắc chắn là đã qua bầu cử rồi. Nói chung là là cái kết quả, cái 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 mục tiêu mà trì hoãn của họ là đã có có hiệu quả. Nhưng mà nói về kiện tụng thì cũng nói lên nói luôn nữa là ông Donald Trump mới đây kiện CBS về cái vụ yêu cầu là à, cho rằng là CBS đã chỉnh sửa, đã điều, đã chỉnh sửa cái đoạn băng mà phỏng vấn bà Kamala Harris và họ tố là CBS khi mà phỏng vấn đã đặt cắt xén trong đó có cái phần mà bà Kamala Harris trả lời cái câu hỏi về cuộc chiến tại giải Gaza thì họ cắt bớt họ họ không có e cái phần trả lời câu hỏi này trên cái chương trình giờ vàng của họ thì ông Donald Trump ổng ông khởi kiện và ông đòi bồi thường thiệt hại là 10 tỷ Mỹ Kim ông nói là làm như vậy thì nó thiệt hại cho ông bởi vì làm như vậy thì nó đánh bóng được nó làm cho cái angle mà nhìn vào bà Kamala Harris thì nó tốt đẹp hơn à, anh Dương nghĩ là cái vụ kiện này nó sẽ không có đi vào đâu hay là nó có cái giá trị pháp lý chúng ta thì chúng ta chưa có uh, cái cái phát ở trong tay nhưng mà uh, dựa trên những gì mà biết được cho tới giờ phút này đó thì có vẻ là cái vụ kiện đó nó không có cái nền tảng mà mạnh đến mức độ mà thắng cho nên nhưng không nghĩ là là donald trump thắng dựa trên những thông tin mà cho tới giờ này giờ này chúng ta biết còn nếu mà đi sâu vào vào nữa mà nếu mà bên phía bên donald trump chứng minh được cái gì đó mà chúng ta chưa biết đó, thì cái đó tính sao trở lại cho tới giờ phút này dựa trên những gì chúng ta biết thì donald trump không có đủ yếu tố để thắng trở lại thương nhân nghĩ là cái các công ty truyền thông họ giữ cái quyền được uh, được um, điều chỉnh cái những cái chương trình của họ mà ví dụ ví dụ họ có thể là thu cái chương trình đó chẳng hạn như một tiếng nhưng mà cái khung giờ của họ chỉ có bốn phút thôi chẳng hạn thì họ có thể cắt bớt thì thương nhân nghĩ là những cái các cơ quan truyền thông họ có quyền họ giữ cái quyền đó của họ mà lâu nay thì thương nhân thấy là nó nó tiền lệ nó là như vậy nhưng mà hương giang theo hương giang nghĩ là cái vụ kiện này thì nó không có cái không có giá trị đối với hương giang thì hương giang thấy là nó không có không có cái giá trị pháp lý thôi nói kiện tụng hoài mệt chân Duyên. Như thật tụng nữa. <cười> <cười> nhưng mà anh duyên anh duyên có theo dõi cái thỉnh nguyện của ông Jack Smith để là lên tòa của bà Tanya Chakin mà phản đối cái lập luận của phía bên ông Donald Trump đưa ra là yêu cầu bãi bỏ cái vụ truy tố ở DC vụ 6 tháng 1 bởi vì cái việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt Jack Smith nó sai trái, nó bất hợp pháp. Thì cái lập luận này đã thành công ở tòa của bà Eileen Cannon rồi. Thì bây giờ phía công tố, à, phía ông Donald Trump một lần nữa họ đã đưa ra cái lập luận này và yêu cầu tòa DC bà Tanya Chicken bãi bỏ luôn cái vụ đó, cái vụ truy tố hiện nay. Và phía ông... Dạ khi mà Hương Giang nói rằng là lập luận đó đã đã thành công ở cái tòa của bà Eileen Cannon. Vào lúc này. <laughs> Đúng, không? Đúng không? Bởi vì vì, vì sao mà Hương Giang nói là đã thành công rồi, cho nên bà bà Eileen Cannon bà, bà đồng ý với cái lập luận đó và bà đã bãi bỏ truy tố. Mình chưa có nói đến là bây giờ ông ông Jack Smith ông đang kháng án và tòa phúc thẩm khu vực 11 chuẩn bị à hình như là tháng 12 sẽ đem ra xét xử nhưng hương giang nói là thành công là thành công trước mặt bà bà, bà thẩm phán phải không bà thẩm phán mà đồng ý với cái lập luận đó là thành công rồi tiếp <laughs> yeah. tục tiếp tục, tục nhưng mà tóm lại là quý khán giả hiểu anh em tôi, chúng tôi nhiều khi nói mà nói cho nó dễ mà cho qua đó nhưng mà tóm lại là Eileen Cannon dismiss cái case ông Jack Smith nói rằng là dismiss như vậy là không có cái căn bản về pháp lý thì bây giờ cái tòa số 11 đang cứu xét về vấn đề đó cho nên chưa có chưa có gọi là thành công. Ờ yeah. à, tiên bây giờ thì ông Jack Smith ông cũng ông cũng nói là bên phía bên luật sư của Donald Trump cũng nói là tương tự như vậy cái ông Jack Smith cái cái hồ sơ ở bên um, bên bên cái tòa của bà Chetkin đó cũng phải dismiss nữa nhưng mà chính bà Chetkin bà cũng đã nói rồi bà nói rằng là cái phán quyết của cái bà Eileen Cannon nó không có ràng buộc gì tại vì hai cái tòa nó ngang nhau mà chính bà Trudkin cũng nói rằng là cái phán quyết của bà Eileen Cannon về căn bản luật pháp nó sai cho nên chắc chắn là không có thể nào ảnh hưởng được cái quyết định của bà ta trừ trường hợp là nếu mà cái 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 việc đó mà nó thượng tố lên tòa trên nó thì tính sao chứ còn tất cả những cái tiền lệ cho thấy rằng việc bổ nhiệm một công tố đặc biệt là hoàn toàn hợp lệ à, hợp hoàn toàn hợp luật và hoàn toàn hợp hiến đó là cái, cái 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 cái, kết quả tới bây giờ cho nên ông Jack Smith ông nộp cái brief của ông vô để mà ông nói rằng là bên phía bên Donald Trump muốn dismiss thì không có dismiss được vì cái lý do đó anh như có trả lời. Dạ, Hương Nhân nghĩ là họ cũng nhắc lại cái quan điểm của bà à, bà Tanya trước kênh trước đây trong một cái phiên điều trần mà Hương Nhân nhớ hồi nãy anh Duyên cũng có nhắc đến đó, là bà cũng có nhắc đến là cái phán quyết của bà Eileen Cannon bà hoài nghi về cái phán quyết của bà Eileen Cannon ở tòa Florida à, và bà cũng nhắc đến là cái tiền lệ tối cao pháp viện đã đưa ra trong cái vụ của Nixon thì ừ. à, nhưng mà trong công trong cái cái thỉnh nguyện thì công tố viên đặc biệt cũng có nhắc đến cái ý kiến mà họ cho rằng là ý kiến riêng của ông Clarence Thomas và đã được bà Eileen Cannon áp dụng thì trong cái thỉnh nguyện hương giang thấy là họ có nhắc đến cái điểm đó cho đến giờ thì chúng ta chưa biết là cái lịch uh, tổ tụng tiếp tiếp theo ở tòa DC như thế nào thì hương giang chưa có được thấy chỉ biết là hình như là bà tan gia chất kinh bà đã cho phía ông donald trump gia gia hạn thêm nữa là hình như sau bầu cử họ mới hồi đáp cái thỉnh nguyện 168 trang của bên công tố và lần này họ cũng hồi đáp với một cái số tài liệu cũng cái số lượng trang cũng tương tự như vậy thì à, tức là dời qua sau bầu cử nhân không có nhớ chính xác là ngày nào nhưng mà chúng ta phải nhớ là bầu cử là cái ngày quan trọng nhưng mà sau bầu cử chúng ta còn số còn có một cái số cột mốc thời gian cần quan tâm đó là à, như Hương nhân vừa nói là cái thỉnh nguyện mà phía ông Donald trump hồi đáp và gửi lên bà Tanya cho kênh cái thứ hai nữa là cái phiên tuyên án ông Donald Trump ở uh, New York đúng không anh Dương? Ừ. À, tòa là Hương Nhân quên mất tên thẩm phán rồi dạo này Hương Nhân quên nhiều Trump. lắm. Thẩm phán Mason. Dạ ông Mason thì hình như là ngày 19 hay 20 tháng 11 đó thì là đó là những cái cột mốc thời gian mà chúng ta cần phải quan tâm. Đặc trường hợp là đặc trường hợp là ông Donald Trump đắc cử tái đắc cử tổng thống và đặc trường hợp là ông Moson ông đưa ra một phán quyết là Donald Trump phải ngồi tù thì chuyện gì xảy ra anh Dương? Trên thì đó là cái tòa tiểu bang bởi vì Donald Trump vi phạm cái luật của tiểu bang mà cho nên khi ông Moson nói là chẳng hạn Donald Trump phải chịu án một năm tù thì lập tức luật sư của Donald Trump sẽ nộp đơn lên để mà kháng án rồi lên tới cái tối cao của bên phía bình bình linh của New York đó mà giả sử tòa New York cũng nói rằng là là Donald Trump vẫn phải chịu cái án đó thì chắc chắn rằng là luật sư của Donald Trump sẽ đưa cái case đó lên trên tối cao pháp viện của liên bang để tại vì ngay bây giờ cái thân chủ của chúng tôi đang đảm trách khi trách nhiệm của một tổng thống mà thì yêu cầu tòa cứu xét thì những cái lý luận họ đưa vào bây giờ thì chúng ta không có thể tiên đoán được họ sẽ đưa vào cái những cái lý luận gì nhưng mà trong thế nào trong cái đám lý luận đó cũng có một cái lý luận đó rằng là và nhất là chúng tôi muốn xét lại là bên phía bên tối cao pháp viện cũng đã nói rằng là một tổng thống đương nhiệm thì được miễn tố hình sự vân vân và vân vân thì cái đó chúng ta chờ khi mà họ đưa cái lý đoán ra rồi thì chúng ta mới biết rằng là cái 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 phản biện nó sẽ như thế nào À, cảm ơn anh Duyên Anh Duyên vừa rồi ngày hôm hôm vừa rồi Anh Duyên có coi Cái cái đoạn băng Mà ông Tho Ông Tim Walsh Ông vận động tranh cử Từ tiểu bang nào Nhân quên mất tên ở New Pennsylvania Ông nói về Ông Donald Trump mà ông nói là cái lão đó cũng gần 80 rồi tức là nói về ông Donald Trump khi mà bước lên cái xe tải rác đó mặc cái áo phản quang bước lên xe tải rác không biết anh Duyên có coi động băng đó không mà ông mở cái xe tải rác mà ông mở hụt ông, ông cầm cái tay nắm mà ông cầm tay hụt ba lần hụt đến ba lần từ lần thứ ba mới nắm được mà tay ông thì run luôn run, run run người thì ông loạn choạng rồi sau đó ông mới đu lên được cái xe tải rác đó thì ông Tim Walsh, ông mới nói là Lão này cũng gần 80 tuổi rồi Ông ta gần như tự sát Khi mà trèo lên chiếc xe tải đó Anh Duyên có coi cái đoạn băng đó không? Và đoạn băng đó là Thứ nhất là cái đoạn, đoạn, băng, cái đoạn băng ông Donald Trump Mà loạn chọn đó là Của yeah. cũng span Dạ Hương Giang coi thì không phải c -span, Mà Hương Giang coi của một uh, Cái người mà post, uh, poster đó Dạ post... mm. yeah nó 7 giây thôi nhưng mà nó lan truyền với tốc độ chóng mặt nhưng mà cái đoạn băng mà ông Tim Woods đó ông chế diệu nó cũng lan truyền với một tốc độ rất là chóng mặt mà hương nhân thấy là rõ ràng bây giờ đó là cái vấn đề mà đặt về sức khỏe tâm thần là một vấn đề mà dân chủ họ đang đánh mạnh nhưng mà thực sự hương nhân không có biết là đánh mạnh vào những ngày cuối này nó có cái kết quả hiệu quả hay không không biết là anh anh duyên có coi mấy cái đoạn băng đó hay không anh Duy có coi mấy cái đoạn băng đó nhưng mà thực sự ra bây giờ cái rõ ràng nè là trong cái số mà khoảng chừng 64 triệu 64 triệu người đã bỏ phiếu đó thì những người đó đó là nếu mà họ thích bên nào thì họ đã bên đã bỏ phiếu cho bên đó không có bàn cãi nữa rồi cái phần còn lại là trong những số người còn lại bao nhiêu người gọi là bây giờ mà còn do dự và trong số những người do dự đó bao nhiêu người coi những cái clip mà mà chúng ta nói thành ra anh duyên thấy là yeah, bây giờ muốn nói gì thì nói cái quan trọng là những cái issue nó lớn hơn cho nên uh, um, còn nếu mà thật sự những người mà đặt cái dấu hỏi to lớn về cái vấn đề mà tâm trí cái, cái, cái tâm thần của Donald Trump đó nếu mà người ta đặt người đã đặt đó thì người ta đã đặt rồi còn bây giờ thêm một chút xíu loạn chọn người ta sẽ không đặt bây giờ hỏi nè, ông Donald Trump bao nhiêu bao nhiêu điều những cái điều mà gần đây nhất nè chẳng hạn như đó là ô tôi đứng ở trên tàu bị điện giật này đó, tất cả những cái tuyên bố nó trên trời dưới đất đó mà đã bao nhiêu đó rồi mà họ không nói là họ không care đó thì thêm cái chuyện mà trợ trợ cái cái xe rác không chịu trả ăn thua gì hết đó cho nên trở lại nói kiểu mà, mà, mà mấy ông thiền sư nói đó có thì có tự bảy mai còn nếu không thì cả thế gian này cũng không mà cho nên anh Duyên thấy là, là những cái y đó không quan trọng, uh, uh, không phải những y đó đối với chúng ta thì quan trọng nhưng mà đối với những người chống Trump hay ủng hộ Trump thì họ không care không quan trọng đối với những người đó quay trở lại anh như biết là năm nay đó cái chu kỳ bầu cử năm nay nó có một cái cái sự khác biệt ngay từ đầu tức là những cái chu kỳ bầu cử trước những cái đợt bầu cử trước thì dân chủ họ mạnh ở phiếu khiếm diện tức là bỏ phiếu sớm với cái phiếu khiếm diện nhưng mà năm nay đó thì cái dữ liệu cho thấy là cộng hòa lại mạnh hơn dân chủ về cái phiếu khiếm diện cho nên là chúng ta có thể là dự báo năm nay là cái kết quả nó nó có thể là nó 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 khác biệt những cái gì mà lâu nay trở thành truyền thống đó thì năm nay có thể là nó không có như vậy nữa đặc biệt là trong cái vấn đề về phiếu khiếm nhiệm cho nên là dân chủ họ cũng có một chút lo lắng cho nên đó là lý do mà ngay cả bà Michelle Obama ông Barack Obama bà Kamala Harris bà Hillary Clinton tất cả đều đi vận động tranh cử đều kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu điều này cho thấy là cái điểm này là dân chủ đang làm đang khiến dân chủ lo lắng bây giờ đó hồi nãy hương giang có nói là cả hai bên bây giờ đang chuẩn bị cho một cái cuộc chiến pháp lý phải nói rất là cam go rất là khốc liệt trong cái sau bầu cử này bởi vì bây giờ ông donald trump thì ông đã gieo 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 rắc rồi tức là ông đặt nền móng cho cái việc ông thất cử thì sẽ như thế nào mà bây giờ năm ngoái anh cách đây 4 năm thì chúng ta thấy những cái vấn đề như là gian lận bầu cử tất cả những cái đó rồi đại cử tri giả những cái bài đó năm nay có thể được sử dụng lại. Nhưng mà Hương Giang nhìn vào cái danh sách mà luật sư của hai bên đó Duyên thì chúng ta thấy là bên phía bên bà Kamala Harris thì Hương Giang thấy có một số luật sư rất là nặng ký mà trong đó có là ông Max Elias. Ông Max Elias được xem là một trong những luật sư hàng đầu về bầu cử của nước Mỹ còn phía bên ông Donald Trump đó thì cái dàn luật sư mà hồi xưa đó năm 2020 đó gọi là thiện chiến của ông Donald Trump đó thì bây giờ rụng hết rồi Rudy Giuliani thì bị tước bằng à, ông John Eastman cũng bị tước bằng rồi ông Jeffrey cũng bị tước bằng ông Jeffrey không có bị tước bằng nhưng mà cũng đang bị treo giò hình như cũng đang đang uh, đang bị suspend rồi một số luật sư khác thì cũng đã nhận tội ở Georgia. Thì Hương Nhân nhìn vào cái danh sách luật sư của bên phía ông Donald Trump thì có một cái, có công ty luật sư, tức là họ dùng cái bộ phận mà về liêm chính của bên ANC, tức là Ủy ban Quốc gia Cộng hòa cùng với một số mà Hương Nhân quên mất là luật sư hình như Daly, cái văn phòng luật sư Daly mà à, đã, thu, à, đã đảm đương những cái vụ kiện à, bầu cử trong năm 2020 thì bây giờ họ vẫn tiếp tục tức là hai bên bây giờ đang đều đang chuẩn bị mà cộng hòa thì họ đã đưa ra rất là nhiều vụ kiện những cái vụ kiện nho nhỏ tại bảy tiểu bang chủ yếu là tập trung vào bảy tiểu bang trọng yếu mà dân chủ thì họ đưa ra cái con số là cho đến giờ là đã có 200 vụ kiện và một số thì họ đã thắng họ đã thắng một số rất là dễ dàng bởi vì lý do là cộng hòa họ không có đưa ra được cái họ không có đưa ra được cái cái bằng chứng bằng chứng trước tòa. Bây giờ đã anh Duyên, cái bầu cử năm nay thì nó rất là căng thẳng bởi vì chỉ à, cái, à, số liệu thăm dò cho đến giờ thì nó rất là xích sao. Nhưng mà cái điều này là cái điều Hương Nhân lo ngại này. À, có bao giờ mà nó xảy ra giống như năm 2016, cái kịch bản năm 2016 tức là chỉ số thăm dò sai, sai hay không? Bởi vì mới đây đó thì một số cử tri trẻ đó cử chi trẻ từ 18 đến uh, ba mấy thì họ thông báo khi mà họ trả lời thăm dò thì họ không có trả lời thật về cái quan điểm về cái lá phiếu của họ cho nên điều đó cũng là điều đáng lo ngại nhưng mà hiện nay thì quý vị biết là bà Kamala Harris đang dẫn trước ông Donald Trump ở Michigan ở Wisconsin Wisconsin đây là và tại Pennsylvania tức là ba tiểu bang này là ba tiểu bang rất là quan trọng thì bà dẫn trước ở Michigan bà dẫn trước Wisconsin với một cái tỷ lệ chưa có an toàn tỷ lệ nhỏ thôi nhưng mà Pennsylvania thì neck to neck tức là hai bên vẫn rất là suýt sao chúng ta chưa biết mèo nào cắn biểu nào chúng ta chưa biết kết quả ra là sao Hương Giang thì Hương Giang nghĩ như vậy không biết anh Duyên nghĩ như thế nào Hương Giang nghĩ là bà Kamala Harris chiến dịch của bà đã làm rất là tốt cho đến giờ Hương Nhân có thể đánh giá như được như vậy đặc biệt là cái bài phát biểu closing argument của bà vừa mới đây được xem là một bài phát biểu trọn vẹn thì họ đã làm tốt rồi trong vòng 3 đến 4 tháng mà là họ làm được như vậy thì Hương Nhân thấy là Hương Nhân thỏa mãn rồi còn nếu như phần còn lại 1-2% còn lại nếu mà dựa vào thăm dò đó thì Hương Nhân nghĩ là để cho số trời quyết định không biết anh dương nghĩ như thế nào hương giang nghĩ như vậy tại vì hương Nhân nghĩ là cho đến giờ họ vẫn đi ra ngoài vẫn vận động tranh cử từng nơi từng chỗ vẫn đi gõ cửa vào những cái ngày này những cái ngày cuối cùng là cho thấy họ làm việc họ work rất là hard và họ biết cái thế của họ là underdog và một cái cho đến giờ hơn 3 tháng qua thì nghe thấy đây là một chiến dịch vận động tranh cử nó quá quá có nhiều điều để học thì nghe thấy là cũng đã mãn nguyện phần nào rồi nhưng mà bây giờ phần còn lại tại vì hương nhân nói vậy thử thực ra đó anh duyên là để hương nhân giấu giếm cái sự căng thẳng của mình mà thôi <laughs> Đừng, đừng có hỏi cái ý kiến của anh Duyên mà phải quan sát. Thứ nhất đó là như nãy giờ qua cái trình bày của Hương Giang đó thì bên phía bên cái ban vận động tranh cử của Donald Trump đó họ làm đủ thứ và họ chuẩn bị là họ chuẩn bị cái thế mà chuẩn bị của họ là cái thế thua cái người mà chuẩn bị khi mình thắng nó khác còn chuẩn bị mà đá bàn diệt tiền thì họ ý thức được rằng là hình như họ đang thua cho nên họ mới kiện tùm lum hết và bây giờ họ mong rằng là sau cái ngày nào, ngày thứ ba này đó là những cái vụ kiện của họ nó sẽ làm trì hoãn cái cái certification của cái kết quả bầu phiếu bà họ mong rằng là họ đưa cái kết quả mà mù mờ đó lên trên quốc hội rồi ở tại quốc hội ngay bây giờ cái hạ viện còn nằm trong tay của họ thì họ mong rằng làm trì trệ để xem coi cái sự trì trệ đó tới bao lâu nói như thế có nghĩa là trong nội bộ của cái phía của Donald Trump họ đang dự đoán rằng họ sẽ thua nhưng mà cái đó là chúng ta quan sát như vậy nhưng mà cũng đừng nghe anh Duyên cũng đừng nghe Hương Giang mà hãy nghe cái bà Margaret Hoover bà Ma trong ngày hôm qua trong cái chương trình The View hay là gì của CNN á CNN thì Margaret không có The View à, vậy thì The View là của chương trình nào ABC hả anh duyên quên rồi à. thì cái, uh, cái, cái 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 bà Margaret Hoover đó thì bà mới không vậy thì cái ngày hôm qua là trên CNN mà cái tên cái chương trình là gì anh duyên quên rồi thì cái bà Margaret Hoover bà này là strategist lâu năm của đảng cộng hòa mà bây giờ thì bà không còn làm nữa nhưng mà bà nói rằng khi nhìn cái quan quan sát cái, cái 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 trong nội bộ của bên phía bên bên uh, Donald Trump đó bà để hiểu một điều là cái cái ban vận động tranh cử của Donald Trump biết rằng là đang có một cái đợt sống ngầm cái, cái chữ mà bà dùng là groundswell thì cái đợt sống ngầm đó bà nói rằng những cái thăm dò mà chúng ta xem của CNN hay là của mấy cái đài đó thực sự thực sự đó nó không có cái gì mà sai hết đó như cái nó phương pháp họ làm nhưng mà hỏi cái độ chính xác không có chính xác bằng những cái bên phía bên Kamala Harris họ có cái cách thăm dò riêng của họ và bên Donald Trump có cái cách thăm dò riêng của họ và cái cách thăm dò của họ nó đi sâu sát vào trong mọi tình huống nhưng mà họ 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 có công bố ra không họ không công bố ra thì ngay bây giờ những cái chuyện mà nó xảy ra đó nó cho thấy rằng cái enthusiasm cái nhiệt tình của cử tri và những cái những cái um, dấu hiệu cho thấy đó là bên phía bên 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 uh, Donald Trump đó họ biết rằng họ đã mất đi cái cái ảnh hưởng của cái làn sóng ngầm đó và họ nghĩa là họ quan ngại một cách ghê gớm thì chúng ta chỉ nghe những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng là yes là bên phía bên đền bây giờ hai ba bên vận động tranh cử nào cũng lo hết đó. nhưng mà bên Donald Trump lo nhiều hơn và nhất là những cái những cái lỗi lầm mà giờ chót đó của bên phía bên Donald Trump đó nặng lắm nội cái vụ mà Puerto Rico thôi bây giờ hồi nãy giờ chúng ta nói là tiểu bang Pennsylvania mà riêng cái cộng đồng Puerto Rico ở tiểu bang Pennsylvania đó là 500.000 người. Trong đó nếu mà 500.000 người mà chỉ cần có 150.000, 200.000 người thật sự đi bầu đó là chúng ta biết nó nghiêng cán cân tới cỡ nào rồi. Mà bây giờ cả cái cộng đồng Puerto Rico họ, họ gần như là họ phẫn nộ. Họ nhớ là cái chuyện là năm 2017 khi mà cái trận bão mà Maria mà nổ ra đó. Thì là họ đây là lời của họ nói nè. Donald Trump đã chặn một cái gói cứu trợ cho họ là hai uh, 20 triệu. Đúng không? Và 20 triệu. Rồi một cái gói khác đó là ký ký một cái uh, một cái uh, contract lên tới vài trăm triệu để mà xây dựng lại cái mạng lưới của, của của mạng mạng lưới điện đó của Puerto Rico đó mà cái công ty mà Donald Trump ký đó lại có cái quan hệ với Donald Trump mà công ty đó cũng cũng chỉ có hai nhân viên thôi rồi Donald Trump ra tới tận Puerto Rico đó thì phóng vài cái cuộn giấy như là bố thí cho cái người Puerto Rico rồi bây giờ nhục mạ Puerto Rico tới mức độ mà nói rằng là là chúng tôi là là cái hòn đảo rác rưởi. Rồi ngày hôm nay đọc trên cái um, tờ New York Times đó, ba người ba ba người này là ba người nổi tiếng trong cộng đồng Puerto Rico họ nói chúng tôi đoạt giải Oscar, chúng tôi đoạt giải Grammy, những cái những nghệ sĩ của chúng tôi nổi tiếng cả nước Mỹ và trên toàn thế giới, chúng tôi không phải là rác rưởi. Và tất cả những cái điều đó đó họ nói chúng tôi là những cái tơ sợi nằm ở trong cái 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 uh, những những cái fabric nằm ở trong cái câu chuyện cái American story này mà nhục ngại chúng tôi tới đó những cái điều đó nó cho thấy rằng những cái sai lầm gọi là tự, tự hại mình đó, của Donald Trump vào cái giờ chót nó càng lúc càng nhiều rồi bây giờ rồi những cái giờ chót thì chúng ta thấy những người như là ông Schwarzenegger ông Terminator đó ổng là cái người cộng hòa nổi tiếng mà bây giờ ông nói là hồi đó giờ tôi ít khi tôi endorse ai hết tôi ghét chính trị nữa vậy mà bây giờ tôi phải ủng hộ cho Kamala Harris những cái giờ chót như vậy nó nhít cái kim một chút thôi là mình thấy nó khác rồi thì cho nên hỏi rằng là bên cái cái feeling cái cảm cái cảm giác của bên nào mà người ta người ta tự tin hơn đó thì anh tin rằng hai bên bên nào cũng lo hết đó nhưng mà cái nỗi lo của những người mà làm việc với Donald Trump cái nỗi lo đó cao hơn còn chính Donald Trump có lo hay không đó thì anh nghĩ là Donald Trump không lo tại vì tiếng Việt Nam mình có cái chữ là điếc không sợ súng mà vì điếc không sợ súng cho nên mới nói là đưa cái bà bà Lee đi ra đó cây súng chín nòng chín nòng súng nó nó bắn bà cơ bạn nghĩ như thế nào không có ai đi ra tranh cử mà cho tới giờ phút này đó bất kỳ một cộng đồng nào mà Donald Trump mở miệng ra là, là sỉ nhục người ta từ Haiti nè rồi qua bến uh, bến, bến uh, Puerto Rico nè rồi những cái tin mà đưa ra ngay cả cái cộng đồng chiến sĩ những người đã chiến đấu cho nước Mỹ này nằm xuống cho nước Mỹ này thì từ miệng của ông tướng John Kelly nói là Donald Trump nói người ta là sucker và losers rồi chúng ta thấy từ left tới right trái phải những cái người đã những người cộng hòa bây giờ 200 người đứng ra ủ, ký một văn bản ủng hộ bà Kamala Harris rồi những nhân viên cũ những người lãnh đạo cũ trong quân đội ủng hộ bà Kamala Harris nhiều lắm nếu mà kể thì cái danh sách nó tương đối nó dài nhưng mà anh duy nghĩ rằng là nếu mà nó có cái sự lo lắng đó thì bên phía bên 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 Donald Trump có cái lý do để mà lo lắng nhiều hơn là bên Kamala Harris quay trở lại À, anh duyên hồi nãy mà anh duyên nói cái 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 thăm dò đó cái cái đó gọi là thăm dò nội bộ tức là mỗi một chiến dịch vận động tranh cử họ có một cái đội ngũ thăm dò riêng của họ gọi là thăm dò nội bộ mà cái thăm dò nội bộ đó của họ họ không có công bố mà họ dựa vào đó để họ đưa ra những cái chiến lược um, ừ. trở lại là cái anh duyên nhắc đến puerto rico thì quý vị biết là bây giờ kết quả tham gia cho thấy là cộng đồng Latino đó, gốc Latino thì 40% ủng hộ bà Kamala Harris và 1 phần 3 thì chưa có đưa ra cái quyết định, cái lá phiếu của họ. Cho nên với cái sự kiện vừa rồi, với những cái tuyên bố là Puerto Rico là hòn đảo rác nổi đó, hòn đảo nổi đầy rác đó là nó sẽ nó gây thiệt hại cho phía ông Donald Trump rất là nhiều. Nhưng mà được cái, cái cái cái, cái mà Hương Nhâm muốn nói là ứng cử viên của Cộng hòa gọi cái sự kiện ngày chủ nhật nơi mà những cái tuyên bố những cái phát ngôn như vậy đó thì ông gọi đó là một cái love fest. Thì Hương Nhâm cũng muốn nhắc lại cái quan điểm của Hương Nhâm, cái câu hỏi của Hương Nhâm, love fest, love này, cái tình thương yêu này là của ai? Của ông Donald Trump hay là của ai? người Latino họ có thấy là họ có thấy họ trong cái love fest đó hay không, cái tình thương yêu đó hay không? Tình thương yêu đó có dành cho người Mỹ gốc Phi hay không? Khi mà những cái lời nhục mạ của uh, Tucker Carlson về cộng đồng người Mỹ gốc Phi, người uh, cộng đồng Do Thái, họ có nhìn thấy họ trong cái tình thương yêu đó không? Cũng không. Khi mà những cái lời nhục mạ mà của Rudy Giuliani dành cho cái cộng đồng này. Rồi à, Hương Nhân còn nhớ là Steven Miller, cựu cố vấn về di trú của ông Donald Trump, ông tuyên bố như thế nào? Nước Mỹ chỉ có của người Mỹ. Vậy thì quý vị có thể thấy được là quý vị ở trong, quý vị có thể thấy được quý vị có được included vào trong cái cộng đồng của họ hay không? có lẽ là hương giang thì không có thấy rồi thôi có lẽ hôm nay hương giang xin phép ngưng cái chương trình tại đây lần sau đó chương trình tuần sau khi mà hương giang gặp anh duyên thì có lẽ là chúng ta đã ít nhiều biết được kết quả bầu cử sở dĩ mà hương giang gọi là ít nhiều bởi vì hương giang nghĩ rằng vào tối ngày thứ ba tối khuya ngày thứ ba chúng ta chưa chắc đã có kết quả đâu à, bởi vì có rất là một số tiểu bang thì bây giờ cộng hòa họ đang tìm mọi cách để trì hoãn cái vấn đề kiểm phiếu nếu như mà họ có dấu hiệu là họ bị thua thì họ sẽ tìm mọi cách để trì hoãn cho nên hương nhân nghĩ là kết quả bầu cử chắc cũng như năm à, chu kỳ trước là nó mất vài ngày sau mới có khi đó là hai em chúng tôi sẽ có nhiều tin tức để chia sẻ với quý vị hơn không biết là anh duyên còn gì để bổ sung nữa hay không bao giờ ta gặp nhau lần nữa ngày đó thân bình chắc nở hoa <laughs> cảm ơn anh Duyên thì bây giờ Hương Giang chị không chờ có... cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi Hương Giang thì chúc quý vị là có hai ngày nghỉ cuối tuần như mọi lần là phải sao phải relax thoải mái thư giãn dành thời gian cho gia đình nhưng mà phải dành thời gian cho bản thân nữa riêng anh Duyên thì Hương Giang chúc anh Duyên một ngày lễ một tháng 11 thật là <laughs> thật là vui và cứ cười tiếp tục Hương Giang chỉ muốn luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cười thôi và hương anh chào quý vị hương anh xin chào anh dương xin chào